chào các đồng chí quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển rau hoa. Với lợi thế về khí hậu, đất đai, diện tích rau hoa của Lâm Đồng liên tục được mở rộng. Dựa trên những thế mạnh của địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2644 về việc phê duyệt đề án thí điểm xây dựng mô hình du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và quyết định số 2291 về ban hành bộ tiêu chí công nhận mô hình tuyến du lịch canh nông và điểm du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tại địa phương đã cơ bản hình thành và xây dựng được các tuyến, các điểm du lịch canh nông. Trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, mời các đồng chí quý vị và các bạn tìm hiểu về những nội dung liên quan đến phát triển du lịch canh nông tại Lâm Đồng. Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những sản phẩm du lịch đặc thù của Đà Lạt Lâm Đồng như tham quan, nghỉ dưỡng, sinh thái, v.v., việc khai thác tiềm năng phát triển du lịch canh nông là một hướng đi mà tỉnh Lâm Đồng đang hướng tới. Trong những năm gần đây, nhiều điểm du lịch canh nông được du khách đón nhận nhiệt tình và trở thành nét mới của du lịch Đà Lạt Lâm Đồng. Triển khai thực hiện Nghị quyết 03 ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thành ủy Đà Lạt về việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2016-2020 và quyết định 2005 ngày 6 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt ban hành kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn thành phố đến năm 2020, xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao của địa phương. Từ đây, hình thành nhiều mô hình nông nghiệp du lịch theo hướng du lịch canh nông, góp phần đa dạng các loại hình du lịch, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với Đà Lạt Lâm Đồng, được hoàn thành và ngày càng phát triển. Du lịch canh nông là việc khai thác chính tài nguyên nông nghiệp sẵn có để tạo ra những sản phẩm mới phục vụ du lịch, sẽ là một trong những giải pháp giúp các nông trại nhà vườn có thêm nguồn thu nhập, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tạo sức hút cho du lịch và quảng bá sản phẩm nông nghiệp. Mô hình du lịch này đang là tiềm năng và có lợi thế phát triển trong tương lai. Cái mô hình du lịch canh nông Đà Lạt là nó đang là rất là tốt, vì là có thể là nó đang là phát triển trong một cái hướng là thay đổi một cái cách suy nghĩ về rất là nhiều về cái cách suy nghĩ của khách du lịch tới Đà Lạt. Tại vì giống như là ngày xưa chẳng hạn khách Đà Lạt chỉ có tham quan những cái điểm du lịch là thuần túy từ xưa đến giờ thì ai trong đời cũng lên nhiều lần mà không có gì cả, thì họ sẽ ghé tất cả các điểm du lịch nông nghiệp, mỗi nơi trồng một loại cây, một loại hoa, một loại trái khác nhau, họ sẽ cảm nhận được là họ học hỏi nữa là người ta trồng như thế nào và nó như thế nào và người ta có thưởng thức được cái đó. Nên là theo tôi nghĩ là cái mô hình này hiện tại bây giờ thì phát triển rất là tốt, mà về tương lai lâu dài thì sẽ vẫn còn phát triển hơn. Tại Đà Lạt, mô hình du lịch canh nông đang thu hút khách du lịch, là điểm đến hấp dẫn du khách bởi nó chứa đựng nét độc đáo riêng chỉ có tại Đà Lạt. Đến đây, du khách thỏa sức khám phá khu vườn rau quả, tận mắt được nhìn và cả thưởng thức những sản phẩm nông nghiệp sạch. Nói chung là đến đây thì cảm thấy rất là thoải mái. Gia đình mình gần như là sáng chủ nhật nào cũng hay đưa các cháu lên đây ăn sáng rồi uống cà phê xong rồi các cháu về đi học. Cảm giác là nó không có ồn ào và cái không gian xanh ở trên này thì tuyệt vời. Để phát triển du lịch canh nông trở thành sản phẩm du lịch mới có tính cạnh tranh cao, có nét đặc trưng khác biệt mang thương hiệu du lịch Đà Lạt Lâm Đồng, hiện nay đã hình thành nên các mô hình tuyến du lịch canh nông và điểm du lịch canh nông. Các chủ vườn cũng nỗ lực trong việc cải tạo, nâng cấp các điểm du lịch, tạo cảnh quan cũng như tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch. Nhu cầu của thị trường hiện nay thì khách du lịch lên Đà Lạt thì họ muốn đến những cái chỗ mới, và nông nghiệp là một cái thế mạnh của Đà Lạt. Và trong thực tế hiện nay, trong cái thời gian qua thì đa phần những cái điểm du lịch nông nghiệp của Đà Lạt thì là tự phát và họ chưa thỏa mãn được cái nhu cầu của khách hàng.
Du lịch canh nông là loại hình du lịch mang tính trải nghiệm, sản xuất chế biến, thưởng thức nông sản, chiêm ngưỡng cảnh quan, trao đổi văn hóa, giáo dục và khoa học. Đồng thời, giao thương nông sản để khai thác giá trị tổng hợp từ sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập cho tổ chức và cá nhân từ các hoạt động nông nghiệp. Đây không chỉ là hoạt động làm tăng sức hấp dẫn cho ngành du lịch, mà còn giúp quảng bá sản phẩm nông nghiệp của Lâm Đồng. Thực hiện được nhiệm vụ đưa ngành du lịch canh nông ngày càng hấp dẫn và thu hút được khách du lịch, đồng nghĩa với nghị quyết của Đảng đã được hiện thực hóa và đi vào cuộc sống. Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc phát triển tiềm năng du lịch sẵn có của vùng đất Đà Lạt, thì việc phát triển mô hình du lịch canh nông đang là sản phẩm du lịch mới mẻ và còn gặp nhiều khó khăn. Việc khai thác tài nguyên nông nghiệp và du lịch chủ yếu mang tính tự phát, chưa theo kịp lộ trình kế hoạch, thiếu sự liên kết và đồng bộ. Mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua phóng sự sau. Du lịch canh nông là để trải nghiệm đời sống của người trồng rau hoa, trồng cây ăn trái, trồng cây công nghiệp và hiểu được những khó khăn vất vả của họ. Nhưng các sản phẩm nông nghiệp, các điểm đến mới của du lịch canh nông hầu như chưa tạo được điểm nhấn để giới thiệu đến du khách, đến các công ty lữ hành, thiếu sự kết hợp giữa doanh nghiệp du lịch và nhà vườn. Nhiều nhà vườn thiếu công đoàn giới thiệu hướng dẫn về kỹ thuật trồng cây và phương pháp chế biến, nên thiếu sức hấp dẫn. Nó phải có một cái quy hoạch nó chuẩn hơn một chút xíu nữa. Từ cái cách đón tiếp, cái cách giới thiệu tới vệ sinh và tất cả mọi thứ nó phải chuẩn hơn. Chứ nhiều khi mà du lịch canh nông giống nông nghiệp về là nhiều cái điểm tự phát á, thì nó chưa đâu vào đâu cả. Thì anh thấy có thấy cũng là mình với bản thân mình thì mình cũng không thấy không hợp lý lắm. Giống như nhiều điểm chẳng hạn là chưa có đủ quy mô, chưa có gì hết, nhưng mà lại thu phí của khách cho tham quan, thì với cách của mình làm thì không làm như vậy. Nó phải đủ để cho khách người ta bỏ đồng tiền ra, người ta lên cho mình, người ta tham quan thì người ta cảm thấy vui khi người ta sử dụng được đồng tiền đó. Hiện tại Đà Lạt xây dựng 25 điểm du lịch canh nông, trong đó có một số mô hình nổi bật như công ty cổ phần Lâm Đỉnh, huyện Lâm Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn nông trại và du lịch canh nông Kiếm Huy, tổ hợp du lịch canh nông DL Nature. Tuy nhiên, cũng có nhiều cơ sở tự phát chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, thiếu về cơ sở hạ tầng, chưa tạo được nét đột phá, v.v. Cái việc mà mình quy hoạch, tại vì theo từng đợt thì nó sẽ cây nó sẽ xấu hơn á, tại vì cuối vụ thì cây nó sẽ xấu hơn và mình nên mở rộng nhiều cái loại cây và giống cây lạ hơn để khách tham quan có thể đến tham quan nhiều hơn và cảm thấy nó thú vị hơn. Thêm những khu vui chơi, em nghĩ là những người trẻ thì thích trải nghiệm những thêm những khu vui chơi mà nó nhộn nhịp một chút nữa. Đúc kết từ nhiều nhà vườn làm du lịch canh nông, anh Phan Tuấn Linh đã rút kinh nghiệm và tạo cho tổ hợp du lịch tại DL Nature một cách toàn diện hơn. Chính vì thế, cứ trung bình mỗi ngày, khu vườn và tổ hợp du lịch DL Nature của anh Phan Tuấn Linh tại phường 11 thành phố Đà Lạt thu hút vài trăm khách đến tham quan trải nghiệm dịch vụ. Đặc biệt, những ngày cao điểm lên tới cả nghìn lượt khách một ngày. Tổ hợp dịch vụ tại DL Nature bao gồm dịch vụ du lịch canh nông kết hợp cà phê, hệ thống quầy hàng đặc sản. Đặc biệt, du khách còn được trải nghiệm buffet rau. Một số bạn trẻ tìm đến DL Nature không những để khám phá vườn rau thủy canh mà còn để thưởng thức sản phẩm rau củ sạch tại vườn qua tiệc buffet rau. Cảm nhận của em sau khi tham quan cái mô hình này thì cảm thấy là cái mô hình của mình rất là hay và nổi bật, bởi vì là em được tham quan vườn rau rất là sạch. Em cảm nhận như vậy thôi, tại vì rất là sạch. Khi mà em ăn rau ở đây nữa thì em cảm thấy là quá hay, tại vì sao mình nhìn trực tiếp, mình được nhìn tận mắt cái những cái cây nó phát triển lên và mình được trực tiếp thưởng thức nó thì rất là hay. Và em thấy mô hình này nên phát triển hơn ở tại thành phố Đà Lạt.
Xuất phát từ việc sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, anh Phan Tuấn Linh đã mở khu du lịch Canh Nông để khách du lịch vừa được nghỉ ngơi thư giãn, nhấm nháp cà phê, vừa có thể thỏa sức khám phá khu vườn rau xanh mướt. Tới đây, khách vừa có thể chụp hình, vừa có thể trải nghiệm sản xuất chế biến và thưởng thức sản phẩm nông nghiệp sạch. Chính những ý tưởng đó đã giúp khu vườn của anh Phan Tuấn Linh trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn khách du lịch vào bậc nhất tại Đà Lạt. Các cái vườn rau, hoa quả ấy, thì đến đây thì em được tham quan này, ở ngoài Bắc không có đâu. Ngoài Bắc thì em trồng trực tiếp trong dưới đất, không trồng ở trên này. Và trên này thì nghe nói là Đà Lạt đều là rau và hoa quả sạch luôn. Thì bọn em cảm thấy rất là thú vị. Và đến đây thì cũng là một trải nghiệm mới của bọn em. Em thấy cái này hầu như em chỉ thấy ở trong Đà Lạt là có. Còn ngoài Bắc là hầu như là không có. Với cả người ta cũng nghĩ ra được cái là mô hình như này là cũng ở người dân họ rất là sáng tạo. Với diện tích hơn 6.000 m², anh Phan Tuấn Linh phải cần đến 40 lao động thường xuyên cho việc chăm sóc và phục vụ tổ hợp dịch vụ du lịch Canh Nông tại DL Nature. Đối với anh Linh, mở dịch vụ là phục vụ du khách, nên việc thay đổi thiết kế làm mới ý tưởng luôn được hình thành. Vì vậy, DL Nature là mối giao hòa về mặt văn hóa con người của vùng đất Lâm Đồng thông qua việc tham quan và trải nghiệm, giúp du khách hưởng thụ các sản vật địa phương. Một điều quan trọng hơn là anh Phan Tuấn Linh đã lan tỏa tình yêu với đất, đam mê với cây rau, cây hoa, và trên hết là tình yêu đối với nền văn hóa nông nghiệp vốn là truyền thống của người Việt Nam đến với du khách. Mình sẽ vẫn còn tiếp tục phát triển thêm, một ngày một phát triển thêm, một đổi mới thêm để cho là khi mà khách du lịch họ lên Đà Lạt, họ ghé mình tham quan, năm nay là như vậy, năm sau là có những gì mới hơn, đổi mới hơn và các dịch vụ đi kèm theo là các sản phẩm mình trồng trọt canh nông tại cái vườn. Từ những thành công của DL Nature, ông chủ Phan Tuấn Linh cho biết, các mô hình du lịch canh nông đã góp phần quảng bá hình ảnh du lịch thành phố Đà Lạt, kết nối không gian đô thị và nông nghiệp gần nhau hơn, mở rộng tầm nhìn về sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tạo đột phá thu hút đầu tư, là lĩnh vực khởi nghiệp mạnh đối với thế hệ trẻ tỉnh Lâm Đồng. Du lịch canh nông cũng là cơ hội tốt cho các chủ trang trại, nông dân, doanh nghiệp và du khách hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa giữa các vùng trong nước và các quốc gia trên thế giới. Đến đây thì thời lượng chuyên mục cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.